Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Yên Bình. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm bánh hành ăn rất là ngon. Nguyên liệu và cách làm món bánh này thì nó rất là đơn giản dễ dàng. Bước đầu tiên mình sẽ chuẩn bị là 200g bột mì, tiếp theo là 2g muối và 15g đường, 1 quả trứng và 60g nước. Mình cho nước vào từ từ, mình cho tới đâu thì mình khuấy đều tới đó, để cho bột nó dễ thấm hút nước hơn. Trong công đoạn trộn bột, nếu mà bột hơi khô thì mình cho thêm vào bột một chút nước, còn bột hơi nhão thì mình cho vào một xíu bột mì khô. Thường thì bột cũ nó luôn thấm hút nước nhiều hơn, nên bột khô quá thì mình cho vào một chút nước nhé. Bột mình đã trộn cho nó thấm đều nước rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào cái tô bột là 10g dầu ăn. Mình cho dầu ăn vào tay và bột để mình nhồi mình nhào bột nó dễ hơn, nó không có bị dính tay. Bây giờ mình sẽ nhồi mình nhào cho cái bột này nó tạo thành khối mềm dẻo mịn và bột nó hoàn toàn không còn dính tay dính tô nữa là được. Bột mình đã nhồi tạo thành khối rất là mềm dẻo mịn và bột nó đã hoàn toàn không còn dính tay và dính tô nữa rồi. Bây giờ mình sẽ xoa đều lên khối bột một lớp dầu ăn. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm, mình bọc kín khối bột này lại. Sau đó mình ủ 30 phút để cho khối bột này nó nở mềm ra. Khối bột lúc này mình ủ đã được 30 phút rồi, bột nó nở rất là mềm luôn. Bột nó phải dẻo mềm như vậy á, khi mình làm bánh xong á, cái bánh ăn nó giòn xốp mới ngon. Nếu mà bột khô thì cái bánh khi ăn nó sẽ bị cứng. Bây giờ mình cho khối bột này ra thảm, rồi mình nhồi mình nhào cho khối bột này nó tạo thành khối mềm dẻo mịn. Bột mình nhồi cho nó mềm mịn ra rồi. Bây giờ mình sẽ rắc lên mặt thảm một lớp bột mì và mình rắc lên khối bột và cây lăn bột một lớp bột mì để mình cán mình lăn bột nó dễ dàng hơn, bột nó không có bị dính. Rồi mình cán cho khối bột này nó phẳng, nó mỏng ra. Sau đó mình sẽ nhấc khối bột lên, mình xoay vòng tròn như vậy á, để cho khối bột nó có độ đàn hồi, bột nó không có bị co lại. Rồi mình sẽ cán cho khối bột này nó mỏng ra, cái độ dày của nó khoảng 2-3mm. Mình cán cho miếng bột nó mỏng ra như vậy, hoặc mỏng hơn một xíu nữa cũng được. Tiếp theo mình sẽ sử dụng là 40g hành lá. Mình chỉ sử dụng cái phần lá hành thôi, chứ mình không có dùng cái phần gốc hành. Mình cho hành lên miếng bột rồi, mình chải đều ra. Mình rắc hành cho nó chải đều ra miếng bột xong á, bây giờ mình sẽ cuộn tròn miếng bột này lại, mình cuộn tròn từng lớp như vậy. Mình cuộn tròn miếng bột xong rồi, bây giờ mình cắt mình chia nhỏ miếng bột này ra thành 6 hoặc là 8 phần bột nhỏ bằng nhau. Bây giờ mình sẽ lấy từng khối bột để mình tạo hình bánh. Mình để đứng khối bột, rồi mình nhấn cho khối bột này nó dẹp ra. Sau đó mình sẽ lấy cây lăn bột, xoa lên cây lăn bột một ít bột mì, rồi cán cho cái khối bột này nó mỏng ra. Mình cán cho cái bánh nó mỏng ra như vậy. Cách tạo hình bánh hành này nó rất là đơn giản dễ dàng. Những cái bánh còn lại mình tạo hình y chang như vậy nha. Mình cho dầu ăn vô chảo mình canh, mình đổ xăm xóc thôi chứ mình không có cần đổ nhiều. Rồi mình nấu ở mức lửa trung bình cho cái dầu này nó nóng lên. Để thử dầu xem đã đủ độ nóng chưa. Khi mình cho cái đũa vào mà dầu nó chỉ cần sủi tăm như vậy là dầu đã đủ độ nóng rồi. Bây giờ mình sẽ cho những chiếc bánh vào để mình rán. Bây giờ mình sẽ rán bánh ở mức lửa trung bình hoặc mức lửa nhỏ hơn mức trung bình một xíu. Chứ mình đừng có rán mức lửa lớn quá mà cái bánh bên ngoài nó đã chín vàng giòn, còn bên trong ruột bánh nó chưa chín. Khi mình rán bánh cứ khoảng 10 giây á, thì mình lật mình chở bánh một lần. Rồi bây giờ mình rán bánh ở mức lửa trung bình, lâu lâu mình chở mình lật bánh, đến khi những chiếc bánh này nó chín vàng giòn hẳn luôn nha.
Những chiếc bánh lúc này mình rán được khoảng 7 phút thì bánh nó đã chín vàng đều hai mặt rồi. Bây giờ mình gấp những chiếc bánh này ra dĩa có lót giấy thấm dầu. Những cái bánh còn lại mình cho vào mình rán y chang như vậy. Công đoạn làm bánh của mình đã hoàn thành rồi. Những chiếc bánh nó rất là thơm, thơm phức mùi hành. Cái vỏ bánh nó rất là giòn. Nếu các bạn thích cái vỏ bánh nó giòn, giòn rụm hơn thì các bạn rán thêm một xíu nữa. Khi mình ăn thì cái vỏ bánh nó rất là giòn. Bên trong thì cái bột nó dẻo dẻo dai dai. Vị bánh nó ngọt ngọt mặn mặn. Đặc biệt là cái mùi hành lá nó rất là thơm. Khi mình ăn chấm cùng với tương ớt nữa nó rất là hạt. Các bạn thấy công thức và cách làm món bánh này thì nó rất là đơn giản dễ dàng. Tuy cái bánh nó không có ngon xuất sắc nhưng để làm ăn vặt ăn chơi thì cũng rất là ok. Khi xem video nếu các bạn thấy thích cái món bánh này thì các bạn thử áp dụng làm nha. Chúc các bạn làm thành công và ăn thật ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Video chia sẻ cách làm bánh hành của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo từ kênh Bếp Bình Bình của mình nha.